Chào mọi người nha. Thì hôm nay tiếp tục đi săn cá rô nha mọi người. Hiện tại là Trương đang có mặt ở xã Mỹ An, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Đó. Phía sau Trương là một con kênh lớn đó mọi người. Hôm nay thì Trương cũng không biết là nước đang lớn hay rộng nữa. Khúc này thì gần cầu mọi người, cho nên nhà người ta làm cái kiểu mà kiểu nhà sàn á. Cặp mé sông thì đa số ở dưới miền Tây Trương thấy làm nhà kiểu này không. Vừa xuống thì Trương thấy được một cái bụi cây châm bầu nè mọi người, rủ xuống nước. Thấy cá cũng có quậy một hai con cho nên Trương tóm lưỡi câu rồi bắt đầu chuẩn bị xuống đây câu nha mọi người. Rồi đây là điểm câu đầu tiên luôn nha mọi người. Đó, đầu nghề của Trương thì có một cây kìm để cắt kiển nè, cắt mấy cái nhánh cây á, để cho dễ thả mồi vô những cái lỗ câu. Đó, thì combo lưỡi phao chì của Trương này nha mọi người. Đây là lưỡi hàm chó, tựa như móng heo vậy đó. Rồi Trương móc mồi rồi bắt đầu câu nha mọi người. Rồi nước rút kìa. Ôi ôi, cá bự út ngoài mọi người. Này mà nó chịu vô đây cái giật đã tay lắm. Ôi cá ăn luôn rồi. Ôi ôi cá ú mọi người. Rồi con mở hàng nha mọi người. Cá mở hàng luôn. Ăn được rồi. Cá gì vậy? Để rỉa không ạ? Trời ơi cá rô. Cái dài thòn luôn rồi. Phá rồi xuồng chạy. Đây nè. Rồi cái này Trương gỡ thả nó nhau rồi. Ăn rồi. Lên lên. Đây, cá cũng ngon nha mọi người. Hai ngón tay à, nhưng mà ú nè. Rồi để Trương gỡ cái. Ăn nữa mọi người. Ủa sao bữa nay trúng ngày mẻ cá nhỏ mọi người ơi. Nè. Cá này không à, bự hơn xí với cá này. Rồi để Trương gỡ nha. Lớn đừng kiếm mấy cá bự bự mà vô nhỏ quá. Ăn là mọi người. Ôi cá này bự mọi người. Chết chết quá rồi. Ui. Lên lên lên. Ê. Trời ơi cá này mọi người. Quá đã rồi. Ôi cầm vô bàn tay nè mọi người. Quá trời đã luôn. Đúng mấy bùi lùng là lâu lâu có hàng khủng mọi người. Cái đọt này nó dịu quá, Trương dở con cá lên muốn không nổi luôn á. Rồi để Trương gỡ nó cá nha mọi người. Xong bỏ vô thùng. Trương ngồi ở đây là sát bên mặt nước nè, cho nên sơ hở là nó rớt cái là sảy uổng lắm. quá bự luôn mọi người. Con này cỡ hơn 4 ngón tay chứ mọi người. Để Trương bỏ vô cái thùng đi, lát kiếm cái chỗ nào rồi Trương quay cho mọi người xem sao nha. Đó, mọi người coi nó với lại hai con cá kia kìa. Quá trời bự luôn. Rồi, để Trương vô miếng nước bỏ miếng lục bình cho nó cái. Còn ăn này. Ui, trời, trời ơi. Ý, cá ngon nè mọi người, cá này được á. Ui, 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 ui. Sợ nó rớt rủ vũ rồi, rớt giống rồi. Mấy con nãy nè. Lên. Ở đây mà vuột tay cái điện thoại cũng đi theo luôn. Đây mọi người. Cá cũng bự, giật đã tay ghê. Có điều cá này cái dải nó hơi bị sần nè. Cá như bị bệnh mọi người. Rồi, tới Trương gỡ nha. Chỗ này thì Trương khó kẹp cái điện thoại lại lắm. Đó. Ăn luôn mọi người. Ăn rồi. Đá. Vô mấy kẹt đá này. Mở hàng còn có lý rồi mọi người. Ấy da. Đây. Rồi để Trương gỡ nha mọi người. Cá ngon ghê nè. Nước động quá là cá ăn nhiều khi không biết luôn mọi người. Ê, ăn rồi nè. Trời ơi. Ôi, cá nó dài thòn à. Dở quá mọi người. Lên. Wow, cái đọt này giật không đã tay nữa mọi người, nó mềm quá. Giật con cá nó mấy con cá bự nhiều khi hoàng này xúc. Cái này mà dính mép nhỏ là nó xúc luôn. Cá này có trứng mọi người. Thả đi. Ôi, kim bự rồi mọi người. Vì là con cá khủng. Trời ơi, cái gì vậy? À mọi người. Rồi. Cá nhỏ mọi người. Nè. Rồi để Trương gỡ nha. Bự mọi người. Quá đã. Ui. Sớm giờ. Lâu mới đựng con ngon mọi người. Này dính ít cá mà cá ngon không. Rồi để Trương gỡ nha. Điều dính hẻ. Lý rồi. Ui. Trời ơi. quái gì mà làm thấy ghê vậy? Đó 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 đó. Trời ơi, có khi nào cá chốt không ta? Cá gì vậy? Ui, cá rô. Vậy cá rô nhỏ mọi người ơi. Sớm giờ chưa gặp cái vụ này hoài luôn á mọi người. Vừa thả xuống là nó lôi mất tiêu, vừa thả xuống lôi mất tiêu, nhưng mà cá ngon ghê. Rồi chân rã nha. Rồi tiếp tục nha mọi người. Hy vọng là vị trí này kiếm được 1-2 con cá ngon. Đã. Cái chỗ này thì hơi khó rút cần lại mọi người. Rút ở trong lòng lên. Lên trên đây thì chắc. Này mà dính cá bự là cũng khó ăn lắm mọi người. Ui da, quá trời rồi. Cá này cũng hơi dài mọi người, nhưng mà cũng được nè. Rồi để Trương gỡ nha. Không ra đừng con rồi trời. À, ăn nữa rồi. Trời ơi. Ê. Coi. Cá bự à, cá bự. Ơi đừng có xảy. Đây mọi người. Cái này đã. Cái chỗ này trong này nó túm bụm mà chứ chưa ngồi cũng hơi khó xử lý, mọi người thông cảm nè. Đó. Cá vàng gánh mọi người. Đừng bán tay mọi người, đã không? Rồi để Trương gỡ nha. Đây nữa rồi. Đó. Ăn. Trời ơi, nó dướng quá trời ơi. Trời ơi, cá quá bự nó mới ụt nè mọi người. Cá cả này vịt đã tay ghê. Đây. Nó dài mọi người. Nhưng mà quằn cái đọt cần đã lắm. Đọt ý là Trương cắt bớt rồi đó mọi người, cho nó bự á. Chứ để nó nhỏ là dở mấy cá này không lên luôn. Rồi để Trương gỡ mọi người. Thả lại chỗ cũ đi. Cái này mà nó lên một đống tim mọi người. Bắt đầu nhịp phao từ từ kéo nhẹ giật cá không bự nữa rồi. Đó. Rồi. Ê, rồi. Đã. Cá này mập nè. Đây là mọi người. Cái này Trương nôn quá, Trương dở lên nè. Ây da. Dở lên gấp quá sợ mọi người không thấy rõ. Có gì mọi người thông cảm cho nha. Sớm giờ bị xảy mấy con cái nhát tay luôn à. Đây. Cá này có 3 ngón đó mọi người nè. Mập ghê luôn. Cá đẹp nha. Rồi để Trương gỡ nha. Tiếp tục. À, cả tầm cả đó rồi mọi người là giật cái cần này đã rồi, ăn nữa rồi này. Ui. Đã ghê, trúng ổ này ngon rồi. Sớm trúng toàn mấy cá nhỏ không mọi người. Để trúng ổ này có lý rồi nè. Cá mập không à. Nè mọi người. Rồi để Trương gỡ nha. Sớm giờ có bự có nhỏ là ok rồi. Vậy mà nãy giờ cá bự chưa vô mọi người. Tính là dính mấy con cá vừa vừa là động nước nè. Nhiều khi trời ơi, cá đó mới đã mọi người. Nó mà vô là bắt đầu nó ăn là lên tim liền mọi người. Trời ăn này. Trời ơi, trời ơi. Đã. Ui, bự nè. Trời ơi. Dính có miếng nè. À, dính mép trên. Đâu. Quá trời, cá này mập. Chúng ngại ổ cá mập luôn mọi người. Đây nè. Ba ngón tay. Đã mọi người. Rồi, cái chương gỡ nha. Sớm giờ đi cũng hơi đuối mọi người. Đã đời mới kiếm được cái lỗ như vậy là mọi người, vừa núp mát mà vừa nghỉ mệt luôn. Vừa được cảm giác diệt cá nữa, nguyên ổ luôn. Ăn nữa kìa. Cá này bự nha mọi người. Đó, chết rồi. Cá bự á. Trương gị lên thấy nặng lắm. Ui ui, cá bự mọi người. Ui. Dính rồi, cá bự hết. Đồ xảy luôn rồi. Dưới gì dưới không mà. Bắt được nó mọi người ơi. Mà nó dướng tuốt ở dưới á. Nằm im ru luôn, tôi tưởng đâu là dướng gốc sảy luôn rồi. Ở trọng thì không có, chứ không có vô để quay cho mọi người xem được. Bây giờ đây, để Trương lên bờ rồi quay cho mọi người xem nha. Cái này dính kiểu này là hết chạy rồi. Nãy tôi tưởng đâu nó dướng gốc cây là sảy luôn ai nha. Mò xuống thì đụng nó nằm dưới á. Vẫn còn hên ghê mọi người. Đó, cá này cũng bự lắm nha mọi người. Này. Ghê chưa. 4 ngón tay mọi người. Rồi Dương thấy nặng lắm luôn á. Nhưng mà lát hồi siết nhợ dướng cứng vô á là nó nằm im ru, tôi tưởng đâu rồi. Chắc là ruột mép hay gì xảy rồi. Mà móc ngay mắt nè. Móc kiểu này cũng khó chạy. Hên móc ngay đây với móc mép nhiều khi giật mạnh quá cũng xảy mọi người. Ôi có lý quá. Để dừng gỡ cái này bỏ nó vô mới được. Vô. Thường thì nếu mà thò tay xuống gỡ kiểu đó sao nó nhát rồi, hết dám ăn nữa rồi. Hên vẫn còn dính nó là 10 ngày mọi người. Rồi còn con nào dám ăn. Ê còn ăn mọi người. Không biết bự nhỏ nè. Mà. Ui, vậy mà còn ăn nè. Cá không bự. Chuẩn bị khang tiếng luôn rồi. Rồi để Trương gỡ luôn nha. Trong mũi dứa này thì còn cá mọi người, nó ụt dữ lắm. Chắc nhát rồi, với lại nước bây giờ ròng sát quá mọi người. Chiều rồi. Câu được lỗ nào nữa hay lỗ đó. Ăn nữa mọi người. Có lý nha mọi người. Được á. Cá bự hơn cá nãy. Kệ có ăn là vui rồi. Rồi để Trương gỡ nha. Nước cạn quá sát rồi mọi người ơi. Với lại cũng trời cũng chiều rồi. Nay Trương câu gần hết vế luôn á. Này không phải là câu cá nhiều mọi người, mà tại vì sớm cái bịch nó ngã, vế nó ra hết mớ gần hết luôn. Đó, ngày nay còn được có mớ dế như đây à. Thả đây cho đi đâu đi. Còn mớ cá này lát về Trương tổng kết nha mọi người. Bây giờ để Trương thay cho nó miếng nước đi. Ngày nay câu sảy cũng mấy con à. Mấy con bự bự không, tức ghê. Rồi, khui thành quả nha mọi người. Bữa nay thì đi nước cũng chưa có được ok lắm. Tại vì lúc Trương đi là nước lớn mà đang rồng á mọi người. Nếu mà bữa nào đi được chúng mà ngay con nước mà đang lớn á, câu nó sẽ ok hơn. Đây con. Bữa nay thì được 2 con cá bự mọi người. Con này như là con này. Con này câu đầu tiên nè. Để dùng cân hết cá rồi được nhiêu nha mọi người. Ở đây chắc 2, 4, 6, 8, 10, mười mấy con á. Được 1,4 kg. Coi như là còn 1,2 kg nha mọi người. Câu nhiêu đây là cũng giật đá tay mọi người. À, bây giờ Trương câu cần còn cá sao nha mọi người. Cá này cũng bự nè mà lúc nó bị dướng. Để cân bạn cân này nha mọi người. Oh. Tự nhiên cá này được 200 g nè mọi người. Mớ cá nhỏ nhỏ nhưng mà cá này nó ú mọi người. Cá này kho ăn thịt mềm ngon ngọt lắm. Hai 230 g. Cũng được mọi người. Hơn 200 g là giật nó sướng dữ lắm. Về là cá bự cá lớn nè mọi người. Cái rô mà hơn 200 g mà. Tao. Rồi thôi Trương cũng xin kết thúc video ở đây nha mọi người. Hẹn mọi người lại những video tiếp theo của Trương nha.